Chào các bạn nhé. Đây, hôm nay mình sẽ tiếp tục cái series làm xe Milizip này, chạy động cơ Su 125cc này. Mình đã thực hiện việc gắn máy rồi lối trục các đăng, rồi mình đã đấu điện này, đấu bình ắc quy này. Bây giờ mình sẽ test lổ và cho cái này nó chạy thử này. Mình sẽ treo lên rồi chạy thôi chứ chưa chạy, chứ xe này thì chưa chạy được. Mình vừa kích hai bánh sau lên này. Đấy, bây giờ mình sẽ lổ máy.